xin kính chào quý vị và các bạn. mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của báo Tiền Phong. chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cảnh sát đột kích quán ma ở quận Trung tâm Hà Nội hơn 200 người bị mời về trụ sở. Sa bán lì xì ít hình sổ đỏ tiền Việt Nam bị xử lý ra sao. Vua Charlie bị ung thư. Mở đầu bản tin là phần tin vắn trong nước đáng chú ý. Sáng mùng 6 tháng 2, Công an thành phố Hải Phòng phát đi thông tin, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa quyết định xử phạt tài xế xe khách trở vượt gần gấp đôi số người so với quy định. Trước đó, vào đêm mùng 4 tháng 2, trên quốc lộ 10 đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung kiểm tra xe khách Dương Nam, loại xe 41 chỗ nằm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe nhồi nhét đến 81 người. Vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông. Căn cứ mức độ vi phạm, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng, buộc nhà xe chuyển hành khách sang phương tiện khác. Đồng thời, yêu cầu lái xe phải cam kết không tái phạm. Ngày 6 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh củng cố tài liệu, bắt giữ một số đối tượng là khách đến quán bar Stamba Club về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra bất ngờ tại một số bản rượu, lực lượng, lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2.366 gram cần sa, 1.826 gram MDMA và nhiều đồ vật dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã đưa hơn 200 người, gồm cả khách và nhân viên, về trụ sở để kiểm tra, làm rõ phân loại và xét nghiệm nước tiểu. Kết quả xác định 32 đối tượng dương tính với ma túy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa giải cứu thành công một bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ đi từ Huế và Thành phố Hồ Chí Minh để gặp một người lạ mặt vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 5 tháng 2 tại km 1101 cấp 400 quốc lộ 1A thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh sát giao thông đã dừng ô tô khách Phương Trang bị kiểm soát 51B31019. Qua kiểm tra trên xe, cảnh sát giao thông phát hiện có cháu bé ca như tin báo. Tổ công tác sau đó đã làm việc với lái xe và cháu bé. Qua trình bày, cháu ca cho biết Bản thân quen một người không rõ họ tên ở thành phố Hồ Chí Minh trên Facebook. Hai người có mến nhau và người lạ mặt đó đã chuyển tiền để cháu ca mua vé vào thành phố Hồ Chí Minh trời. Sau đây mời quý vị cùng đến với câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Lì xì vào dịp năm mới mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc cho mọi người. Các mẫu mã bao lì xì ngày càng đổi mới và đa dạng. Đối với việc in hình tiền lên các bao lì xì, trao đổi với dân trí, Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đồng chỉ được in và phát hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cấm các cá nhân, tổ chức khác có hành vi in hình tiền Việt Nam để sử dụng dù bất cứ mục đích nào. Cụ thể, khoản 4 điều 31 Nghị định 88 2019 ndcp quy định mức phạt với hành vi in hình tiền Việt Nam như sau: phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật. Theo quy định trên, người nào in hình tiền Việt Nam lên lì xì hoặc người nào sử dụng lì xì hình tiền Việt Nam đều là sử dụng tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật và sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Trường hợp tổ chức vi phạm hành vi này sẽ bị phạt gấp đôi mức phạt trên, tương ứng với 80 đến 100 triệu đồng. Cũng theo luật sư Huyền, Việc nhiều cơ sở in hình bao bì lì xì bằng hình giấy kết hôn hay sổ đỏ có in hình quốc huy Việt Nam để bán tràn lan trên các trang mạng, việc này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chuyển sang phần tin quốc tế và thể thao. Vua Charlie được chuẩn đoán mắc một dạng ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị, Công điện Buckingham vừa thông báo. Nhà vua 75 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận một loạt phương pháp điều trị đồng thời cho biết thêm ông mong muốn được trở lại công việc càng sớm càng tốt. Lãnh đạo Úc và Canada, vua Charlie cũng là nguyên thủ quốc gia, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng ông nhanh chóng bình phục. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông lo lắng trước tin này và dự định sẽ gọi điện cho vua Charlie. Hôm ngày 5 tháng 2, một tòa án Hàn Quốc ra phán quyết Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong không phạm tội trong vụ sáp nhập gây tranh cãi năm 2015. Thẩm phán cho rằng việc sắp nhập có lợi cho sự kiểm soát của Lee đối với tập đoàn, nhưng nhấn mạnh hai chi nhánh đã cân nhắc về sự cần thiết của việc sắp nhập. Sự kiện sẽ mất vài năm nữa để tòa án phúc thẩm và tòa án tối cao đưa ra phán quyết về các cáo buộc của ông Lee. Các chuyên gia pháp lý hy vọng các tòa án cấp trên sẽ đưa ra kết luận tương tự. Ngày 5 tháng 2, FIFA giới thiệu lịch trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2026. Trận khai mạc được tổ chức ngày 11 tháng 6 tại Mexico, còn trận chung kết ngày 19 tháng 7 tại Mỹ. Sân Estadio Azteca trở thành sân đầu tiên tổ chức 3 trận khai mạc World Cup. Các kỳ trước là 1970 và 1986. Lễ bốc thăm chia bảng cũng được ấn định vào tháng 12 năm 2025, 6 tháng trước khi giải đấu khởi tranh ở Mỹ, Mexico và Canada những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại